sau khi đáp ứng các điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D về ngành nghề đăng ký kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, v.v. như chúng tôi đã trình bày ở video trước, thì doanh nghiệp còn làm thủ tục công bố đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Điều 37, Nghị định 36 năm 2016, Nghị định Chính phủ. Trình tự thực hiện công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 36 năm 2016, Nghị định Chính phủ. Bước 1. Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện để kinh doanh trang thiết bị y tế, chủ cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định đến Sở Y tế nơi cơ sở mua bán đặt trụ sở. Bước 2. Khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Y tế sẽ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo mẫu số 05, quy định tại phụ lục 4, ban hành kèm theo Nghị định số 36 năm 2016, Nghị định Chính phủ. Bước 3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán, Sở Y tế có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin các thông tin sau: tên, địa chỉ của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế, hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. Bước 4. Cơ sở chỉ được mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D sau khi thực hiện thủ tục công bố điều kiện mua bán theo quy định. Một số lưu ý khi kinh doanh trang thiết bị y tế. Trong quá trình hoạt động, cơ sở mua bán phải thực hiện lại thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán nếu có sự thay đổi về nhân sự, kho bảo quản và phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế. Cơ sở mua bán đảm bảo điều kiện của kho hàng phù hợp với việc bảo quản trang thiết bị y tế như phòng cháy chữa cháy, nhiệt độ, độ ẩm, v.v. Trường hợp trang thiết bị y tế có các yêu cầu riêng như bảo quản lạnh thì cần có xe lạnh và kho lạnh. Trường hợp mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D thuộc danh mục trang thiết bị y tế được mua bán như hàng hóa thông thường thì không phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. Về quy trình xin giấy phép công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế của ACC. Chúng tôi luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc khách hàng đang gặp phải. Tư vấn các nội dung liên quan đến giấy phép đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC hay không. Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp cho chúng tôi đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu. Các hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị như sau: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có mã ngành nghề kinh doanh trang thiết bị y tế, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp kho xưởng, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp về năng lực vận chuyển, giấy tờ chứng minh bằng cấp người phụ trách chuyên môn, thông tin sản phẩm kinh doanh trang thiết bị y tế. Sau khi nhận đủ hồ sơ, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế đến Sở Y tế nơi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở, theo dõi, nhận giấy phép và bàn giao cho khách hàng, hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi nhận giấy phép. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.